Cụ ngồi đi ạ. Cụ có sao không? Khom khom, cụ đang quay tóp tóp nên nhức xương một tí thôi. Thế cụ cũng phải đi khám đi. Gen Z bọn cháu có câu: khám xương lên viện 103, khám da lên viện bỏng. Chỉ có đạo đức hỏng thì mới hết thuốc chữa thôi cụ ạ. Ô là trời, chỉ là cơn đau nhẹ thôi. Cháu đừng make it complicated, cứ enjoy cái moment này đi.